Hôm nay theo hướng dẫn cho anh chị bí mật luật hấp dẫn. Đa số các vị tỷ phú trên thế giới thì họ đều ứng dụng luật hấp dẫn hết. Luật hấp dẫn có nghĩa là cái gì giống nhau thì hút nhau. Khi chúng ta sống trong vũ trụ này thì có những quy luật. Khi anh chị tham gia giao thông thì chúng ta cũng phải biết luật giao thông. Đi làm ở công ty thì mình cũng phải biết luật của công ty. Mình đi qua nhà bạn của mình chơi thì mình cũng phải biết quy luật của nhà bạn mình là gì. Ví dụ như để dép ở đâu, để áo khoác ở đâu, cái chân mình bước tới đâu thì nơi đó cũng phải có những cái quy luật và quy định. Nếu như chúng ta tới một cái nơi đó, chúng ta sống theo bản năng, chúng ta không cần biết quy luật, quy định nơi đó là cái gì. Công ty quy định là 8 giờ làm việc mà 10 giờ mình mới tới. Hoặc là trong mối quan hệ cũng vậy, mỗi người sẽ có mỗi cái giá trị sống khác nhau. Nếu anh chị không biết cái quy tắc sống mỗi người xung quanh của mình phạm vào cái quy tắc đó thì chắc chắn là mình không bao giờ hòa hợp được với cái người đó. Tất cả mọi thứ chúng ta cần phải biết rõ cái quy luật và quy định cái nơi mà chúng ta đến. Thì trong cái vũ trụ này, theo các anh chị là nó có những cái quy luật và quy định sống nào không ạ? Nếu mà nó không có thì bây giờ chắc loạn hết rồi. Có anh chị nhé. Trong vũ trụ này có những quy luật và quy định. Chỉ cần anh chị nắm rõ hết những quy luật của vũ trụ, anh chị sống cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó thành công, giàu có, khỏe mạnh. Còn nếu như anh chị không biết những quy luật gì trơn, anh chị cứ sống đại theo bản năng. Và nếu như mình sống đại theo bản năng, may mắn thì mình sống thuận theo quy luật vũ trụ thì cuộc đời mình nó vui vẻ hạnh phúc. Mình sống đại mà không đúng theo quy luật của vũ trụ thì tiền bạc cũng không có, sức khỏe cũng không thuận lợi, mối quan hệ cũng không lưu thông luôn. Anh chị nào mà trong tài chính, sức khỏe, mối quan hệ anh chị đang gặp vấn đề đó, hiểu rằng là mình đã sống phạm luật rồi, mình đã sống không đúng theo quy luật của vũ trụ rồi, nên cuộc sống của mình nó không lưu thông, nó không trôi chảy. Thì trong chương trình Dâm Sáng Câu Lạc Bộ lúc 4:30 và buổi tối lúc 20:30 liên tục chia sẻ cho anh chị những cái bí mật, chia sẻ cho anh chị cái cách để mình sống thuận theo quy luật của vũ trụ là gì. Luật hấp dẫn chính là những quy luật của vũ trụ. Cho dù anh chị có tin hay không tin, biết hay không biết thì chúng ta vẫn đang sống trong một cái vũ trụ vận hành theo luật hấp dẫn.